Lực lượng trinh sát phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Lào Cai vừa bắt giữ Lầu A Hà, 40 tuổi, trú tại huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Trước đó, ngày hôm qua mùng 3 tháng 11, các lực lượng trinh sát phát hiện chiếc ô tô nhãn hiệu Mazda mang biển xanh công vụ của tỉnh Lào Cai do Lầu A Hà điều khiển có nhiều dấu hiệu khả nghi nên đã cho dừng phương tiện để kiểm tra. Qua đó, lực lượng công an phát hiện trong lốp dự phòng treo dưới gầm xe ô tô có chứa 40 bánh heroin cùng một số tang vật khác. Số heroin được Lầu A Hà vận chuyển thuê cho một người khác chưa rõ tên tuổi từ Điện Biên sang Lào Cai với số tiền 150 triệu đồng. Hiện công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra mở rộng.